Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Lead 1 cho lobby. Độ mang cái tông màu là kịch độc, đến từ Baker Lâm Đồng. Cái chiếc Lead 120 là dòng xe Taiga mang đậm cái chất thể thao. Mẫu này được nhập từ Thái Lan và được đang hot ở nước ta, khẳng định trong thời gian vừa qua sở hữu được bóc chén là không quá thù như các mẫu xe khác. Cái chiếc Lead 125 dần được các bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là những cô gái. Chưa dừng lại ở đó, cái sự nguyên thủy mà hàng loạt những bản độ dần dần ra đời nhiều hơn. Cái chiếc Lead dưới đây là một dẫn chứng cụ thể. Xem có thể thấy được con chiến mã này khoác trên mình bộ cánh mang các gam màu là vàng chanh, óng ánh là cực kỳ nổi bật. Sắc màu này được rất các biker ưa chuộng bởi nó luôn hút được ánh nhìn mạnh mẽ khi người xem. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển mang cái sự sang trọng, cứng cáp cũng như cải thiện hiệu năng cho xe. Ở phần chó đen trước đi kèm cái đờn mi, ta thấy được chủ xe cũng tạo một điểm nhấn là giãn đờn khi dán cái đờn can titanium trong suốt. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh mẽ, đĩa cover kết hợp kèm cái lồng nhôm CC kết hợp cùng heo Rambo hybrid đối xứng logo lớn. Để gắn hoàn chỉnh gốc combo này ta trong các ảnh thì chủ xe cũng phải gia công các bát nhôm CC được đo đạc và tính toán cực kỳ chuẩn để khi hoạt động sẽ có độ ổn định có thể. Và việc nâng cấp phanh là không chỉ làm đẹp mà còn giúp ta kiểm soát được dễ dàng hơn, xử lý những tình huống khẩn cấp tốt nhất. Toàn bộ bánh lái trước được cấu tạo điểm nhấn bằng một loạt ốc rô ti. Cái giảm nốt sau thương hiệu YS với lò xo đen mang lại cái sự cứng cáp sang trọng. Việc nâng phuộc là khá cần thiết bởi nó sẽ cho cái độ nhún nhảy hợp lý nhất, hạn chế sàn lắc di chuyển độ cao. Đi kèm đó là bình dầu liền nằm ở trên cũng gia tăng các khả năng đi máy. Góc này thấy được cái sự tinh tế sang trọng của bô tự nhùm cực đẹp trong từng khúc nối. Cái dòng bô này chịu nhiệt rất tốt, hạn chế bị ăn mòn theo năm tháng như những dòng cổ thông thường khác. Bên cạnh đó phát che bè nước, cái phát che các nước CC được gia công rất là xảo trong từng chi tiết, vừa nhấn nhá cái bẹp đẳng cấp mà còn bảo vệ tác động từ bên ngoài vào các nước. Một bản độ với những món đồ chơi được gác lên xe cũng hợp lý, mang lại nhiều nguồn cảm xúc cho người xem. Quay 100i, độ hệ thống ổn định tay lái siêu gắt mà chưa ai dám nghĩ đến. Cái chiếc quay 100i là một dòng phổ thông lâu đời của nhà Honda. Trải qua những hệ chỉnh này, nó càng tạo lòng tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng qua những cái cải cách mạnh mẽ, đặc biệt là ở Thái Lan. Không chỉ là phương tiện lại mà nó còn là con chiến mã của những biker gửi gắm cái niềm đam mê độ chế của mình. Dẫn chứng cụ thể chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái chiếc quay độ kiển bên dưới. Xem có thể thấy con chiến mã tóc lên mới đẹp sang trọng, quý phái từ cái nhìn đầu tiên qua gam màu đỏ bạc được phối màu hài hòa với nhau. Đi kèm đó một loạt những món đồ chơi kiển được gác lên xe hợp lý, không chỉ mang lại cái sự đẳng cấp mà còn đem lại hiệu năng thực thụ, tối ưu hệ thống phanh, ổn định lái, cái độ nhún đi máy. Về phía tay thắng thấy được cái sự xuất hiện của bộ cụm tay disc tip đi kèm bên dầu rời Allen. Cái dòng cụm này có cấu tạo piston lớn cho áp suất dầu mạnh, giúp phanh là dịu nhẹ hơn, dứt khoát hơn, xử lý những tình huống khẩn cấp gấp. Tay phanh cũng được tích hợp cái chống gãy, hạn chế tối ưu cái việc qua quẹt. Vậy như tiêu đề mình nét đến, trợ lực mà ta đang xem là trợ lực trung tâm Hollin. Thường thì những dòng trợ lực này thường gắn ở những dòng xe kia đông trần. Tuy nhiên, chủ xe cũng gắn lên cái chiếc quay của mình và cắt chế với cái độ thẩm mỹ là cực cao, không toát lên được hết cái vẻ đẹp do bị cái bợ nhựa nhám lắp đi quá nhiều. Nên nếu chơi cái trợ lực các dòng xe này thì nên chơi cái trợ lực cổ Hollin có tác dụng của cái trợ lực trung tâm và trợ lực cổ đều giống nhau, giúp cho ổn định lái nhờ độ cao. Dàn chân bóng manh với đèn nhôm cái màu xanh dương. Thường thì ở bên Thái rất ưa chuộng cái đèn nhôm bởi đó nhìn bắt mắt và trọng lượng cũng rất nhẹ, gia tăng tốc độ nhanh chóng. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp mạnh theo Rambo Beat kết hợp cùng với dầu S đi kèm các dầu sau ly. Việc thay đổi thế này có ảnh hưởng rất lớn ở phanh, đa phần là ưu điểm giúp cho việc xử lý và thoát ưu hơn, tăng cái độ thẩm mỹ, ngắt dầu nhanh chóng và khi gắn vào là không cần quá nhiều thời gian canh chỉnh. Cổ bô tê nhùm chống ăn mòn, chịu nhiệt độ rất tốt, cũng tạo một điểm nhấn sang trọng với những khúc nối cực kỳ nghệ thuật. Chủ xe cũng rất tinh tế và có quyết định đúng đắn khi thấy cái phục sô qua bên dầu rời, có cái cánh tay được đắc lực để mang lại cái độ nhún nhảy trên máy cho xe. Thiết kế của phục này cũng rất là cứng cáp với lò xo mang tông màu xanh titan. Việc gắn vào cũng là không quá khó, chỉ khoét phần nhựa sao cho phù hợp với kích thước bình dầu là chuẩn. Xem cho bức ảnh sẽ rõ hơn. Em nó có dịp khoe dáng bên con đường làng với cánh đồng lúa là xanh bát ngát.
Cảm ơn bạn giờ này là cái tip, nhớ like, subscribe.